Đức Phật dạy niệm thí, niệm thiên, niệm giới, rồi niệm chết nữa. Ở trong kinh Bali nó có một câu niệm về sự chết. Nếu ở đây này nè, quý vị nào mà không sợ chết á, không có dị đoan á, thích á, thì chúng tôi hướng dẫn cho quý vị niệm. Đồng ý không? Lỡ nó có chết thiệt là đừng đổ thừa nha. Hôm nay tập niệm cái này rồi, cái lỡ tối nay về mà nó có đi thiệt thì cũng là nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi. Hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị phải hiểu như vậy. Phải có sinh thì phải có tử. Đấy không nè. Nếu không có một ông lão 80 tuổi, ông cụ 80 tuổi lìa đời thì làm sao có đứa bé sơ sinh chào đời? Phải không? Cái đứa bé sơ sinh chào đời đó thì nó phải từ cái ông lão 80 tuổi lìa đời. Cái đứa bé sơ sinh nó mới chào đời. Chứ nếu không có ông cụ 80 tuổi lìa đời thì chắc chắn chúng tôi bảo đảm quý vị là không có bao giờ đứa bé sơ sinh chào đời. Không có tử làm sao có sinh? Không có sinh làm sao có tử? Hai cái này là cái pháp đối đãi. Tuy hai mà một. Cái này nói nhỏ nghe cho vui. Theo lịch sử của Phật giáo Nam truyền đó, thì cái ngày Đức Phật đản sinh đó quý vị, và cái ngày Đức Phật nhập Niết Bàn nó cùng ngày đó. Không hiểu Đức Phật có muốn cho mình có thông điệp gì không. Nhưng mà theo cái lịch sử của Phật giáo Nam truyền đó, thì cái ngày Phật đản thì cũng là cái ngày Đức Phật nhập Niết Bàn đó. Nó lạ chỗ này. Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta là hãy có sinh thì phải có diệt, hãy có sống thì phải có chết, có vui sẽ có buồn, có sướng thì có khổ. Mình tu làm sao để thì sao? Mình phải gọi là tất cả pháp thế gian nằm trong sự đối đãi. Thì bây giờ mình tu làm sao mà vượt ra ngoài cái sự đối đãi này, vượt ra cả có không. Mình không hiểu từ đâu khi mình chào đời, cha mẹ đặt cho cái tên, để rồi mình lớn lên, mình có được danh phận, sự nghiệp, của cải, vật chất. Và từ đó mình bị lệ thuộc vô cái việc đó dữ lắm. Lệ thuộc vô cái việc có không còn mất, khen chê dữ lắm. Đi vào đời với hai bàn tay trắng có gì không? Không. Lúc lìa đời thì trắng cả hai bàn tay có gì không? Không. Nhưng mà không hiểu tại sao lúc mình sống á, mình bị lệ thuộc vô cái việc có không còn mất, sống chết dữ lắm. Tại vì mình ham sống cho nên mình sợ chết đó. Nếu bạn không mong cầu thành công thì bạn sẽ không sợ thất bại. Chính vì mình quá mong cầu thành công cho nên mình rất sợ thất bại. Cái người trí họ không có để ý đến cái chuyện mà khổ đau, cho nên cái chuyện hạnh phúc đối với họ, họ cũng không có mong cầu. Còn mình thì quá mong cầu hạnh phúc, cho nên rất sợ sự khổ đau. Chúng tôi muốn nói lên cái tính lệ thuộc như vậy. Mà cái tính lệ thuộc này được gọi là hành khổ đó quý vị. Là mình bị lệ thuộc vô cái pháp hành sanh diệt, cho nên mình khổ dữ lắm. Hãy có là vui, không là buồn. Được thì vui, mất thì buồn. Khen thì vui, chê thì buồn. Sống thì vui, chết thì buồn. À, nó lại. Mà trong cái đó nó vận hành theo cái nguyên lý của nó. Mình không có quyền can thiệp. Mục đích của mình là để thấy được cái chuyện sanh diệt đó để mà lo tu. Đó. Hôm nay chúng tôi mượn cái nhìn lại thời gian này nè, để cho quý vị lo tu. Vì trong kinh Đức Phật Ngài dạy có bốn cái hạng ngựa hay bốn cái loại ngựa kéo xe đó. Có những con ngựa quý vị biết không? Khi họ thấy cái bóng cây của cái người nài đưa lên là nó lo, nó kéo xe nó chạy rồi. Thời nay thì ít có xe ngựa, nhưng mà ai mà biết cái xe ngựa thì con ngựa thì nó kéo xe, không kéo xe là nhờ cái tín hiệu của cái người nài, cái người đánh xe. Mà những con ngựa nó khôn lắm quý vị, nó thấy cái bóng cây của cái người đánh xe đưa lên thôi là nó lo nó đi rồi. Thì Đức Phật Ngài cũng ví dụ trên thế gian là có những người đến chùa chỉ cần nghe một câu thôi, các pháp hữu vi là vô thường,
hễ có sanh thì có diệt là họ lo tu rồi. Đó, giống như con ngựa đầu tiên vậy đó. Nhưng mà có cái là loại ngựa thứ hai là cái người đánh xe đưa cây lên không chạy, đưa cái bóng cây lên nó thấy nó không chạy, đợi người đánh xe mới quất vô mông nó một roi thì nó bắt đầu nó mới kéo xe chạy. Thì cũng vậy, Đức Phật ngày ví dụ trên thế gian này có những chúng sinh ra đời cũng đi đến chùa, cũng văn kinh thính pháp, cũng nghe câu là chư hành là vô thường, chư pháp là vô ngã, hãy có sanh thì có diệt, đó là pháp hữu vi. Nghe xong rồi thôi, tỉnh bờ, về nhà. Nhưng mà bất chợt ở xóm của mình, ở cái con đường đi vô nhà mình, ông đầu xóm, đầu ngõ, ông mới gặp mình hôm qua, ông chào, ông hỏi, ông nói, ông cười. Hôm nay vô thường đến rước ông đi rồi. Thấy ngoài kia đang chuẩn bị dựng rạp, lo hậu sự cho ông rồi. Hỏi ai vậy? Nói cái ông A hả? Trời, cái ông này tôi mới gặp ông hôm qua mà nay sao ông đi rồi vậy? Vô thường quá, lò tù. Là giống với loại ngựa kéo xe thứ hai. Cái loại ngựa kéo xe thứ ba là gì? Đánh không chịu đi, đợi đánh mạnh hả quý vị? Đánh mà nổi lằn, nổi u lên thì mới kéo xe đi. Thì cũng vậy, Đức Phật Ngài nói có những người trên thế gian này đến chùa nghe pháp, biết các pháp là vô thường cũng không tu. Về nhà cái ông hàng xóm có vô thường rước ông đi cũng bình thường, rước ổng chứ không phải rước mình. Nhưng bất chợt trong nhà mình, quyến thuộc mình á, cô dì chú bác cậu mợ cha mẹ anh em gì của mình á, bất thần vô thường rước đi, phải có người chết chứ. Giật mình lúc đó mới là tù. Đó là loại ngựa thứ ấy, là ngựa kéo xe thứ ba. Loại thứ tư là gì? Là đánh mạnh cũng không đi, đợi mà cái người này lấy cái vật nhọn đâm vô mông, đụng vô xương á, đau quá rồi mới kéo xe chạy. Thì cũng vậy, trên thế gian Đức Phật Ngài ví giống như là những người đến chùa nghe pháp, biết các pháp là vô thường, có sanh có diệt bình thường. Về nhà cái ông hàng xóm vô thường bình thường. Rồi người thân của mình bị vô thường, họ vẫn bình thường. Tới khi vô thường đến với họ, bất chợt một ngày nào đó soi gương thấy tóc đã bạc, má đã cớp, da đã nhăn, gối đã mỏi, bệnh tật nó kéo đến, lúc đó mới bắt đầu là tù. Là cái người thứ tư cuối cùng rồi, là tới lúc đó là họ tu. Cho nên cái người quan niệm người tu, người ta nói là già mới tu chứ trẻ đừng có tu, còn khỏe mà tu cái gì, khi nào già rồi mới tu. Là tận cùng bằng số rồi. Đức Phật thiết có bốn hạng người thôi. Nhưng mà nếu Đức Phật còn sống tới ngày hôm nay, chúng tôi nghĩ Đức Phật không thiết bốn hạng người đâu, mà Ngài sẽ thiết năm hạng người. Vì có những người già rồi mà cũng chưa chịu tu nữa, đúng không? Có những người già là còn hơn tôi sân si dữ lắm. Người nay như lá vàng khô phất phơ, đứng tựa cửa mồ diệt vong rồi, tử thần chờ đợi bên trong rồi, tư lương sao chẳng dọn lòng lo tu nữa, mà còn sân si còn hơn thua nữa. Quý vị đồng ý tôi, nếu Đức Phật còn sống tới ngày hôm nay thì Ngài không thiết bốn hạng người đâu, mà thiết mấy hạng người? Năm hạng người. Vì cái hạng người thứ năm nó sẽ xuất hiện trong thời nay nè. Có những người gọi là già rồi mà cũng không chịu tu. Đó, nếu quý vị quan hệ mà tin tưởng về cái pháp môn niệm sự chết thì chúng tôi sẽ hướng dẫn. Mà nếu như quý vị về quý vị tu luyện cái pháp môn này thì quý vị sẽ đạt được một cái trạng thái tâm là không sợ chết. Người sợ chết ta chẳng kinh. Đó. Người ham cười nói ta dình lặng thinh. Người tài sản ta tâm linh. Người mang khổ lị ta rình đạo màu. Vỗ tay. Mục đích của chúng tôi dạy quý vị niệm sự chết là thấy được cái sự sanh diệt của các pháp hữu vi, để chúng ta không còn dính mắc, không còn khổ đau nữa, và chúng ta cũng không còn sợ chết nữa. Vì cái sợ lớn nhất trong đời người đó là sợ gì? Sợ chết.
đúng rồi. Mất mát của cải cũng sợ, mà ít hơn là mất cả mạng, mạng sống. Cái mất cả mạng sống là cái sợ nhất. Nhưng mà sợ rồi có tránh được không? Không. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Vợ con hay chồng con dẫu có chí tình, cũng đành bất lực, làm thinh đứng nhìn. Cho nên cái người mà niệm sự chết đó, là cái người đó mình tạm gọi là hiểu đạo hay biết đạo. Bởi vì đời bớt khổ khi ta biết đạo, đời đau khổ khi chẳng biết tu. Đó. Như vậy thì quý vị có đồng ý chúng tôi niệm cái sự chết này không? Nếu mà đồng ý chúng tôi sẽ hướng dẫn. Lỡ mà về nó không qua khỏi con trăng này mà nó đi luôn thì cũng mừng, không có gì, nó phải á. Phải lắm, cái người tu mình là phải nhìn như vậy. Quý vị biết Ngài Buôn Ná ở trong kinh á, kể á, Ngài có một cái hạnh nhẫn nại. Thì người tu chúng ta là gì? Có cái lợi khí sức mạnh là phải nhẫn nại, chấp nhận. Tâm bình thì cảnh sẽ bình. Tu là chấp nhận sự tình thế gian. Cái sự tình thế gian này nó muôn màu lắm, nó nhiều thứ lắm, trong đó có sự sanh và tử, đến và đi, mình phải chấp nhận. Mình không chấp nhận thì mình cũng không có làm gì được. Hiểu chưa? Kể cả mình là vua mà khi thần chết đến thì cũng phải ra đi. Kể cả mình là tỷ phú giàu có, khi thần chết thì cũng ra đi. Hồi nãy chúng tôi nói rồi, mỗi ngày đêm trôi qua chúng ta lại thêm già, đúng không? Và gần hơn cái chết, đúng không? Khi tử thần đến rồi, tiền bạc không mua nổi, đúng không quý vị? Quyền lực cũng buông thôi, chứ làm sao giờ? Rồi bao nhiêu người thân quý mình thương nhất, thân nhất quý nhất, đành bỏ lại ra đi. Theo nghiệp mình đã tạo, chỉ có các công đức là hành trang duy nhất, là bạn nương tựa tốt cho đời này đời sau. Đúng như cái lời vị chư thiên nói, nếu ai sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Nếu ai thấy được các pháp nó sanh diệt, nó vô thường, thì hãy gắng mà lo tu. Đó, vô thường thì mau chóng hãy hồi đầu, phải lo tu. Thấy được vô thường là vậy, vậy bắt đầu niệm nghe, đồng ý không? Quý vị đồng ý tôi mới dạy, chúng tôi mới dạy à. Tại vì niệm xong rồi lỡ đêm nay hoặc là trong năm nay mình đi luôn, quý vị có buồn không? Thiệt không? À, đệ tử Như Lai đâu có sợ chết chóc gì. Mình là sắc cái giá, mà dòng họ sắc cái giá là gì? Là những chiến sĩ, không có sợ. Người sợ chết ta chẳng kinh, hồi nãy nói rồi. Ai sợ chết thì sợ chết, nhưng mình đệ tử Phật là không có sợ chết. Người ham cười nói ta dình lặng thinh, người tài sản ta tâm linh. Cái người họ ham mê cái của cải tài sản thì kệ họ đi, mình lo cái tâm linh của mình đi. Thì cái người mà ham của cải tài sản thì sao? Người mang khổ lụy, tài sản có vậy nó khổ lắm. Còn ta rinh đạo, đạo màu. Quý vị muốn mang khổ lụy hay rinh đạo màu? Nếu mà muốn rinh đạo màu thì bắt đầu tập cái pháp niệm sự chết này. Đọc theo: Marana Nusati, Marana Nusati. Marana là chết, Nusati là niệm đó. Đọc lại: Marana Nusati. Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Là nó chết thiệt thì cũng là đã chuẩn bị rồi. Phải không? Trời ơi, cuối năm mà nói chuyện chết chóc thì nó cũng vô dữ lắm à. Vô thường mà. Thấy không? Sanh tử là vô thường. Đến đi nhẹ nhàng. Đọc lại: Marana Nusati, Marana Nusati. Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Cứ niệm như vậy thì đúng quá chứ còn gì nữa. Cái chữ Nusati là phải tùy niệm nghe. Tùy niệm là phải niệm liên tục, chứ không phải niệm đi chút xíu xong ra đường hết niệm. Mà cứ nghĩ trong đầu mình là tôi sẽ chết, tôi sẽ chết.
để mà nó có chết thiệt hay nữa mình có chuẩn bị rồi, thấy không? Đó là Phật dạy. Bây giờ tới sư Chánh Định dạy, đọc theo, nhắm mắt mở mắt hết một ngày, nhắm mắt không mở mắt hết một đời, sống qua ngày chờ qua đời, sống qua ngày chờ vô hồn. Đó, niệm mà của sư Chánh Định này cứ sống qua ngày chờ qua đời, sống qua ngày chờ vô hồn, chứ còn gì nữa, trước sau cũng vô chứ. Thấy người chết thì biết mình cũng chết, thấy người đau mình khỏe được sao? Xe tang vừa khuất qua mau, đưa người hôm trước hôm sau đưa mình, thân ai cũng án tử hình, khác nhau chút đỉnh thời gian ngắn dài rồi.